Hôm nay thì thầy giảng cho con thấy, con sẽ hiểu rõ là khi mà chứng quả A-la-hán đó là cái vị Phật đầu tiên, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ông chứng quả A-la-hán rồi, ông đến ông dạy đạo Bát Chánh Đạo mà tứ diệu đế, nó làm sáng tỏ được đạo Phật là ngay từ cái bài thuyết pháp đầu tiên đó. Đó là một vị A-la-hán đầu tiên và dạy đạo đầu tiên, cái bài thuyết pháp đầu tiên đó là một vị Phật, không còn phải là tu, không còn phải đồ chúng ta. Mà trước khi mà Đức Phật chứng đạo thì Đức Phật có quan sát mấy con, quan sát coi chúng sanh coi có duyên hay không. Nhưng Đức Phật thấy chúng sanh khó độ vô cùng, khó lắm. Nhưng thấy rằng có cái bông sen bút, bông sen nở thì Đức Phật nói có thể được, cho nên vì vậy đó. Chứ Đức Phật cũng muốn nhập diệt nữa, bởi vì thấy chúng sanh khó độ lắm, cho nên vì vậy mà với cái lòng mà thương yêu chúng sanh thì Đức Phật nhìn thấy cái ao sen có từng cái bông từng chưa nở, chưa ló lên nước, còn những cái bông thì ló lên nước đang nở, thì Đức Phật thấy có duyên để mà độ chứ không phải không duyên, cho nên Đức Phật mới đem giáo pháp của mình. Do đó mới quan sát các vị thầy của mình, dùng cái tam minh mà quan sát lần lượt để soi sáng đó, thấy năm anh em Kiều Trần Như, cho nên mới biết là những cái người này là những người đệ tử đầu tiên của mình rồi, cho nên Đức Phật mới đến đó mà thuyết giảng cái bài, rồi từ đó về sau này mới thấy đạo Phật phát triển. Không phải là cái chỗ đó là cái chỗ mà Đức Phật làm Bồ Tát hạnh đâu, chỗ đó là A La Hán đi làm, đi độ chúng sanh, chứ không phải A La Hán là ích kỷ tu rồi nhập diệt như các đại thừa đã nói đâu, không phải đâu. Người ta tu chính rồi, người ta độ chúng sanh là vì thương chúng sanh. Cũng như thầy tu xong rồi, thầy làm chủ được sanh tử rồi, thầy cũng quan sát là mình không có duyên với chúng sanh, cần phải tạo duyên. Mà tạo duyên bằng ai bây giờ? Không ngoài cái miệng của thầy Thanh Từ thì còn ai hơn nữa? Nếu mà Hòa Thượng Thanh Từ không nói về thầy đã chứng thế này thế khác thì ai mà theo thầy mới không? Một cái người tiểu tốt như thầy ai thèm theo? Đức Phật ngày xưa còn là vua chúa người ta còn nghe, chứ còn bậc thầy như một nông dân như thầy làm sao ai mà thèm nghe đâu. Thầy bây giờ có vỗ ngực xưng cơn nói là tu chứng, ai có thèm nghe. Đây bây giờ ở đây thầy có một đệ tử, đó là thầy Từ Minh. Vừa rồi thầy về đây, thầy gặp ai thầy cũng nói mình là tu chứng thế này thế khác, ai tin không? Nhưng mà đến để mà gặp thầy, thầy nói tu thì chứng như thế nào, trình bày cho thầy. Nếu mà quả đúng thầy sẽ trợ giúp cho, thầy sẽ nói cho cái người này là tu chứng nè, chứng như thế nào thầy tuyên bố cho mọi người thì người ta sẽ đến. Chứ không phải là tự miệng mình nói mình chứng mà người ta nghe đâu, dù mình có tu chứng mình nói người ta cũng không nghe đâu. Mình phải nói một cái gì cho cụ thể, cho mọi người khác, người ta có cái trình độ, người ta nghe, người ta mới hiểu. Chứ còn mình nói lắp giáp bậy bạ thì ai tin? Cho nên có nhiều người tự xưng mình mà xưng ai theo đâu, có ai nghe đâu, cho nên rất khó mấy con. Bây giờ thầy nói như thế này nè, thầy chân quan mà hôm nay thầy làm được những cái công việc mà gọi là cái chùa Phật Quan rất là nổi đó, mà có hàng ngàn người mà đến theo thầy nghe pháp đó, là thầy dựa vào kinh sách thầy thuyết giảng qua cái tri kiến hiểu biết của thầy. Có nhiều cái người ta không hiểu mà thầy giảng hiểu, cho nên người ta mới theo. Chứ còn nếu mà thầy tự thầy đặt ra kinh sách, thầy tự thầy đặt ra, thầy nói thầy tu chứng thế này thế khác, ai mà theo mấy con? Cho nên mấy con thấy rằng nó có một cái duyên, nó có một cái khả năng ở trong đó, nó mới có làm được. Như bây giờ mấy con ra mấy con nói là tu chứng, mấy con ai tin mấy con không? Không bao giờ ai tin. Bây giờ mấy con muốn người ta tin á, thì mấy con đưa ra một cái bài thuyết pháp, một cái bài kinh Phật nào đó thuyết pháp. Mà nếu mà con dựa vào những người mà thuyết pháp từ lâu tới giờ mà con lặp lại cái nghĩa đó, người ta thấy con cũng là một giảng sư bình thường thôi, người ta cũng không tin đâu. Nghĩa là mấy con cũng nói như mấy người kia thì đâu người ta tin. Cho nên mấy con phải nói khác, nói như thế nào mà người ta thấy à, cái này nó có cái lạ mới đây thì người ta mới tin. Nếu mà người không tu chứng làm sao mà trong góc độ nào làm sao người ta hiểu được cái này mà người ta nói cái này. Còn vì mình cứ nhẩm lại cái lỗ mòn của người khác thì coi như là mình học lại của người khác thì người ta cho, người ta cũng hiểu cái đó rồi, có gì đâu mà người ta học của con đâu. Cho nên cái mà con được người ta tin là cái đó phải là mới mẻ, không thể nào mà còn lặp lại cái ý cũ của người khác. Cho nên thầy Chân Quang thầy có những cái kiến giải rất là sâu sắc. Khi mà về đây thầy thấy thầy Chân Quang sẽ thành lập một góc đàn, nhưng mà phải hướng dẫn sao mà cho đúng con đường đạo đức nhân bản nhân quả thì nó là ích chúng sanh rất lớn. Không khéo thì người ta cũng sẽ thấy hay đó rồi người ta sẽ theo, tức là người ta sẽ bị lệch, rất là tội.
Nhưng mà vì cái duyên của chúng sanh thì không làm sao mà hàng phục, bởi vì có cái duyên đó để một số người người ta theo cái hướng đó, cho nên thầy cũng không cấm cản được cái điều đó. Chứ thầy Chân Quang có thể nói rằng thầy sẽ được đứng ở trong cái vị trí của cái trung tâm an dưỡng, nếu mà trong thời đó mà thầy xin phép được cái trung tâm an dưỡng và đồng thời thầy với thầy Chân Quang gần gũi nhau thì không có lệch đâu. Và chúng sanh rất tốt đó mấy con. Những người mà có tài có năng như vậy mà đồng hợp tác với nhau mà làm đúng thì đem lại hiện bây giờ, từ cái ngày mà thầy ra Phước Hải tới bây giờ, mà nếu mà cái trung tâm an dưỡng mà được thành hình á, được thầy Chân Quang và thầy mà làm việc á, thì chắc chắn bây giờ cái nền đạo đức rất là sáng suốt vô cùng, bao nhiêu người lợi rất lớn. Cái số người hiện giờ theo thầy Chân Quang có còn biết bao nhiêu không? Rất là đông chứ không phải ít đâu. Cho nên nếu mà được cái điều kiện mà tốt từ ngay lúc đầu thì bây giờ cái đạo đức nhân bản nhân quả nó sẽ nhân rộng biết bao nhiêu. Còn bây giờ thầy chỉ có một cái phần rất là nhỏ mà thầy gọi, thì thầy nói về nhân bản nhân quả nó chỉ rất là nhỏ chứ đâu có lớn. Nó thì mấy con thấy cả, nếu mà trong khi mà Hòa Thượng Thanh Từ, thầy Chân Quang và thầy, mà cả ba huynh đệ, cả thầy trò và huynh đệ nhau mà họp nhau mà sử dụng cái nền đạo đức của Phật giáo, lợi ích làm cho bây giờ các con biết rằng Hòa Thượng Thanh Từ đâu phải là cái số người mà theo Hòa Thượng ít đâu, quá nhiều khắp thế giới chứ không phải. Rồi thầy Chân Quang, một số người theo thầy Chân Quang thì mấy con biết bao nhiêu không? Thầy chỉ là đối với các thầy đó chỉ là số không, cái số đệ tử của thầy đối với quý vị đó là chưa có gì hết đâu. Các con biết, nếu mà được hợp tác với nhau mà dẫn dắt nhau để hướng dẫn cho Phật tử, hướng dẫn cho người tu trên con đường mà đúng chánh pháp của Phật, dựng lại cái nền đạo đức, thầy nghĩ rằng giờ này tới bây giờ đây 20 mấy năm thì bây giờ nó lợi ích bao nhiêu không? Quá lớn mấy con. Nghĩa là cần hợp tác với nhau thôi, đừng có ở trên cái vị trí danh lợi thì chúng ta sẽ biết đẹp bao nhiêu. Nhưng mà vì cái tâm chưa có ly dục ly ác pháp, chưa có chứng quả lá, cho nên bị danh lợi làm sao mà hợp tác được. Danh lợi nó chìm đi, nó phải chia đi. Chứ còn nếu mà nó hợp được thì mấy con biết lợi ích vô cùng, lợi ích lớn lắm. Tại vì tu chưa chứng cho nên nó có nhiều cái chướng ngại của cái do cái tâm tham, danh tham lợi của chúng ta. Đứng ở góc độ nào thì hào quang mình chiếu sáng thì không muốn cho ai xen vào trong đó. Cái anh hùng cá nhân của chúng ta nó lộ ra chỗ này nó quá khó rồi. Tội cho những người khác, người ta không có đủ trí tuệ, cho nên vì vậy mà người ta thấy hay người ta cứ theo thôi, rồi chưa đến cuối đời người ta cũng chẳng được gì thì chừng đó người ta mới hay thôi. Còn ở đây thầy mong rằng những cái lớp học thầy đào tạo cho mấy con thực chất là mấy con được giải thoát hoàn toàn, chứ không có nói vu vơ, không có nói mà mơ hồ. Đúng như lời Đức Phật dạy, 7 ngày 7 tháng 7 năm phải thực hiện cho được. Đó là một cái sự tu tập của chúng ta hôm nay. Và trong những cái lớp mà được thầy chọn lựa, được mấy con chọn lựa, nhưng mà thầy rất là buồn là gì, thấy mấy con còn trong khi tu tập để được vô lậu hoàn toàn như vậy mà còn bỉ thử, nghĩ cái điều này thì nghĩ cái điều kia, rồi tranh chấp hơn thua giỏi dở. Thầy không cần cái giỏi lắm mà thầy cũng không cần cái dở lắm, là tại vì cái trung bình cố gắng tích tập. Bây giờ thí dụ như thay vì mấy con ngồi mấy con cố gắng mấy con viết được một cái bài này, thì thay vì mấy con đọc lại rồi mấy con đọc kỹ lại rồi mấy con hiểu biết ở trong cái bài này, nó dễ dàng hơn là tự mấy con triển khai. Các con hiểu không? Bây giờ có cái bài như thế này, mấy con sẽ đọc thấy là từ đó mấy con làm cái dàn bài, nó không biết làm như thế nào đúng, cái nào trước, cái nào sai. Nhưng bây giờ có một người làm sẵn rồi, mấy con coi theo đó, rồi mấy con thấy à cái này không có khó. Và đồng thời mấy con nhẩm trong đầu của mình sẽ viết cái bài, mình sẽ làm y như thế này, thì cái dàn bài nó sẽ có sẵn trong đầu của mấy con, thì sau này mấy con dễ hơn là trong bắt đầu mới đọc. Cho nên chúng ta quân cái hiểu biết của Phật, quân cái hiểu biết của huynh đệ mình, không hơn kém nhau đâu. Mình đừng có nghĩ danh nghĩ lợi hơn thua nhau, mà mình thấy đây là cái sự tích tập, sự hiểu biết của mình. Mỗi người có cái hiểu biết để giúp đỡ chúng ta trên cái sự hiểu biết. Cuối cùng thì cái sự hiểu biết nó quân về mình. Nó quân về mình để làm gì? Để cho mình hiểu biết, để mình xả cái tâm, để cho mình đi tới rốt ráo, để cho mình hoàn toàn làm chủ sự sống chết. Đây là không phải là hạnh phúc sao? Mình là người đang học, đang tu, đang thu lượm lại những cái mà mình chưa biết để cho mình hiểu biết, để cuối cùng mình trở thành cái hiểu biết để cho mình xả được cái đau khổ, cái không có giải thoát ở trong thân tâm của chúng ta, ở trong mình. Nó thì thầy trả lời như vậy, biết rằng đạo Phật nó không có tu cái Bồ Tát hạnh, nhưng mà đại thừa thì tu Bồ Tát hạnh, nó là cổ xe lớn cho nên nó sẽ tu Bồ Tát hạnh. Còn đối với chúng ta thì chúng ta không đủ sức ham nhẫn mà tu cái Bồ Tát hạnh. Là vì chúng ta tu chưa xong mà chúng ta độ người khác thì chúng ta như mà người mà chưa biết lỗi mà
đi cứu người chết đuối hoặc là người mù mà dẫn một đám mù đi, thì chúng ta không nên làm cái điều đó. Trong kinh Nguyên Thủy thì Đức Phật rất căn dặn chúng ta, khi tu tập chưa tới nơi tới chốn thì đừng dạy ai hết, mà phải tu tập cho tới nơi tới chốn. Ở đây là một câu hỏi cũng của Tệ Hạnh. Con biết tứ niệm xứ là món ăn của Thất Giác Chi, nhưng con không biết khi sung mãn tứ niệm xứ thể hiện bốn giai đoạn đi, bốn giai đoạn đi đứng nằm ngồi đều thanh thản, hay chỉ một giai đoạn ngồi chơi mà cảm thấy tâm thanh thản. Xin thầy chỉ dạy cho con được rõ vấn đề sung mãn của tứ niệm xứ để con áp dụng cho nhanh, vì hiện nay con thấy mình đang tu ở giai đoạn đi đứng nằm ngồi đều thanh thản và quay vô rất rõ ràng. Mỗi tâm niệm khởi lên con đều biết và dùng tri kiến xả được tâm mình không khó khăn. Ở đây con thấy bây giờ thầy xin nhắc lại tứ niệm xứ. Con biết nó có hai cái, nó có hai cái lộ trình mà chúng ta tu tập. Ở đây Đức Phật dạy có hai cái lộ trình tu tập. Mấy con nhớ là có hai lộ trình. Từ cái tứ niệm xứ mà sung mãn á, cho nên cái pháp tứ niệm xứ gọi là món ăn của Thất Giác Chi. Mà Thất Giác Chi là món ăn của Tam Minh, là thực phẩm của Tam Minh. Cho nên vì vậy á, mà cái người tu tứ niệm xứ mà sung mãn á, thì nó mới hiện ra bảy cái năng lực của Giác Chi. Mà bảy cái năng lực của Giác Chi á, thì nó gọi là tứ thần túc, một cái danh từ gọi là bảy cái năng lực Giác Chi. Nhưng mà bảy năng lực Giác Chi đó là tứ thần túc, bốn cái thần lực của chúng ta. Nhưng mà bốn cái thần lực đó thì nó mới thực hiện được Tam Minh, Ba Minh. Cho nên trong kinh sách Phật nói tứ niệm xứ là món ăn của Thất Giác Chi, mà Thất Giác Chi là món ăn của Minh, của Ba Minh đó. Không có nói tứ thần túc, bởi vì tứ thần túc là thất bảy năng lực của Giác Chi, cho nên ở trong kinh Phật không có nói tứ thần túc. Nhưng có chỗ nói tứ thần túc thì không nói Thất Giác Chi. Mấy con lưu ý chỗ này, khi mà cái chỗ mà nói Thất Giác Chi, nói mà chỗ mà thực phẩm thì Đức Phật nói tứ niệm xứ là thực phẩm của Thất Giác Chi thì không nói tứ thần túc. Mà Thất Giác Chi là thực phẩm của Tam Minh, của Ba Minh đó, thì cái đoạn kinh đó nó dạy như vậy. Đó là một con đường từ tứ niệm xứ mà đi lên, tức là tu bốn chỗ thân thọ tâm pháp mà đi lên, đi vào cái chỗ mà sung mãn tứ niệm xứ. Còn một con đường nữa, như trong kinh Bát Thành nói là pháp độc nhất. Nếu bây giờ thầy chấp nhận trên con đường tu để đi dục lẽ pháp nhập sơ thiền, thầy đi vào cái chỗ đó không cần phải qua tam thiền hay nhị thiền tứ thiền, mà chỉ cần ở sơ thiền để rồi đi đến cái cứu cánh của nó, thì phải trong lúc đó phải nhập cái sơ thiền. Rồi bắt đầu nhập được cái sơ thiền rồi thì chúng ta phải nhập cái nhị thiền, rồi tam thiền, rồi tứ thiền, rồi mới có tứ thần túc. Nghĩa là nhập tứ thiền rồi mới có tứ thần túc, tâm mới định tĩnh nhu nhiên dễ sử dụng. Còn trái lại, trên tứ niệm xứ thì tâm định tĩnh trên tứ niệm xứ nó mới thanh thản an lạc vô sự, và không có niệm gì trên đó, cho nên nó gọi là sung mãn tứ niệm xứ. Thì nó có bảy năng lực Giác Chi, nó từ sanh ở chỗ khi mà chúng ta hoàn mãn tứ niệm xứ. Còn trái lại, chúng ta tu pháp độc nhất thì chúng ta phải trải qua bốn thiền mà đi vào, mà bốn thiền đi vào thì chúng ta sẽ có tứ thần túc, không nói năng lực bảy Giác Chi. Ở đây không nói năng lực bảy Giác Chi mà nói tứ thần túc. Ví dụ như bây giờ thầy nhập tứ thiền thì thầy có tứ thần túc, cho nên trong tứ thần túc đó nó có tâm mới định tĩnh, mới nhu nhiến dễ sử dụng. Lúc bây giờ chúng ta sử dụng tam minh, chớ không phải sử dụng như tứ niệm xứ mà sử dụng nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền để tịnh chỉ hơi thở. Nó khác, nó có hai con đường. Mà con đường mà ở trong kinh sách Phật nói rất rõ về hai con đường này rất rõ, mà nếu mà chúng ta không có chịu đọc nghiên cứu kỹ thì chúng ta thấy nó sao lại lúc mà nói tứ thần túc mà lúc nói bảy năng lực Giác Chi, thì chúng ta sẽ đâm nghi ngờ. Mà có lúc thì nói phải là nhập tứ thiền rồi tâm mới định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng. Chúng ta đọc là cái chỗ này chúng ta thấy rất là lạ lùng như thế này. Chỉ có tam minh là khi đó tâm mới định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng, mới sử dụng để mà nhập, để mà thực hiện tam minh. Thì đúng rồi, nhập tứ thiền nó mới có thể mà thực hiện tam minh mới được, chứ còn không tứ thiền làm sao thực hiện tam minh được. Nhưng mà
Nhưng mà khi mà chúng ta tu tứ niệm xứ mà sung mãn thì nó có bảy năng lực của giác chi. Mà bảy năng lực của giác chi tức là tứ thần túc. Mà tứ thần túc thì chúng ta có định như ý túc thì chúng ta mới nhập sơ thiền nhị thiền bằng cái định như ý túc. Cho nên nó rất dễ dàng, không khó khăn, nó không mệt nhọc. Do đó mà chúng ta khi mà nhập tứ thiền rồi thì chúng ta mới thực hiện tam minh. Còn nếu mà có định như ý túc thì đó là coi như là bốn cái định quá dễ dàng đối với cái người tu rồi. Cho nên mấy con đi vào cái tứ niệm xứ nó rất dễ dàng, nó không phải đi qua những cái khó khăn của cái bốn thiền định. Cho nên vì vậy mà nếu mà các con đi qua, bây giờ các con không có tu, bởi vì nó pháp động nhất, mà không tu sơ thiền mà con tu nhị thiền vẫn được mấy con. Tại sao vẫn được? Tại vì mấy con diệt tầm tứ, diệt cái lỗ tai của mấy con dùng cái pháp như lý tác ý của mấy con diệt nó, tức là sáu căn mấy con diệt, mấy con nhập vô cái nhị thiền, chứ mấy con đâu có cần phải đi qua cái tam thiền. Bởi vì các con thấy nè, vào cái sơ thiền thì mấy con phải ly cái sơ thiền ra mấy con mới nhập nhị thiền chứ. Các con nghe trong khi Đức Phật nhập diệt không? Có phải không? Đức Phật nói nhập sơ thiền rồi xả sơ thiền mới nhập nhị thiền, phải không? Cho nên mình ở ngoài cái vị trí của cái tâm của mình nè, bình thường nè, mình mới vô cái nhị thiền liền, tức là có cái phương pháp để mình diệt tầm tứ mới vô nhị thiền, chứ đâu phải là nhập sơ thiền rồi từ cái sơ thiền đó mới nhập nhị thiền đâu. Phải xả cái sơ thiền rồi mới nhập nhị thiền, rồi xả cái nhị thiền, mấy con đọc lại cái bài Niết Bàn Đức Phật, xả cái nhị thiền rồi mới nhập tam thiền, rồi xả cái tam thiền ra rồi mới nhập vô tứ thiền. Các con thấy chưa, nó đâu có phải là ở chỗ cái tam thiền mới nhập lên cái tứ thiền, nó đâu có nối, đâu có kê đầu với nhau ở trên đó đâu, cũng như cái mức thang thứ nhất là cái sơ thiền rồi ở cái mức thang thứ nhất này mới bước lên cái tứ thang thứ hai đâu, đâu có. Xả cái đó ra, xả cái trạng thái của sơ thiền ra rồi mới nhập vô cái nhị thiền, rồi xả cái trạng thái của nhị thiền ra rồi mới nhập vô, chứ đâu có ở trong cái trạng thái của nhị thiền. Các con đọc cái bài kinh đó các con thấy rõ. Cho nên nó là pháp độc nhất, nghĩa là tám cái pháp động nhất, tức là bát kinh bát thành mấy con đọc rồi, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nếu tôi tâm từ tôi cũng ngay từ đó, tôi không cần qua cái sơ thiền nhị thiền đó, tôi tâm từ khi đó nó sẽ có đủ tứ thần túc. Từ đó có tứ thần túc rồi thì chúng tôi sẽ nhập sơ thiền nhị thiền là dễ dàng đối với tôi rồi. Bây giờ có tứ thần túc là định ý túc rồi, cho nên cái đường đi này nó khác mấy con, nó khác. Mình tu một pháp nó khác, còn bây giờ mình tu tứ niệm xứ là mình sẽ ở trên tứ niệm xứ, nó sung mãn tứ niệm xứ là nó có bảy giác chi, tức là có thần túc. Bắt đầu bây giờ chúng tôi mới nhập định. Còn cái kia nó mới còn thấy nó đâu có, nó không có, tức là phải nhập định rồi à nó mới vô. Đó là mình đi qua cái con đường mà tứ thánh định. Còn mình đi vào cái tâm từ của mình, nó không đi qua con đường tứ thánh, nó một pháp độc nhất. Cho nên tu tâm từ nè, tôi không đi qua đó đâu. Tức nó thanh tịnh, nó cũng đủ cái thần lực của nó để mà nó thực hiện tam minh. Cho nên em của ông cấp cô độc, ông đi ông tu cái tâm từ đó mà ông chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán là phải có tam minh mới chứng quả A-la-hán, chứ không phải là nói chuyện mà chứng quả A-la-hán là cái tâm của mình nó bất động sơ sơ đâu. Nó đi đến cái mức độ mà cuối cùng của người tu nào chứng đạo Phật cũng phải thực hiện tam minh hết, có tứ thần túc hết, không có người nào không có. Cho nên chúng ta nói là nó dễ mà nó khó là ở chỗ nó đòi hỏi mình phải đủ cái năng lực để làm chủ sự sống chết của mình, hoàn toàn thân tâm mình phải thanh tịnh chứ. Mặc dù là cái kinh Bát Thành nó dạy cho chúng ta là pháp độc nhất, nhưng ở trên tứ niệm xứ là chúng ta thấy tu dễ dàng hơn hết mấy con. Bởi vì mình ở đây mình chỉ có ngồi mình quan sát mà, cho nên mình không bị ức chế. Còn cái kia mình dùng cái pháp tác ý để mình ức chế toàn bộ mình vô, coi chừng mình bị lọt con tưởng, nó rất khó chứ không phải dễ. Ví dụ như bây giờ thầy đang ở sơ thiền thì tác ý tâm ly dục lý pháp, nhập sơ thiền thì cứ tác ý như vậy, thì thầy lần lượt cái tâm của thầy nó sẽ hiện ra đủ năm chi thiền. Ngày nào thầy cũng tu, thầy giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, thầy tác ý như vậy thì nó sẽ vào chứ gì. Và đồng thời nếu mà thầy tu nhị thiền, thầy không có vào sơ thiền, thì ở trong cái trạng thái bình thường của thầy, thầy tác ý, thầy bảo diệt tầm tứ, nhập nhị thiền, sáu căn ngưng hoạt động hoàn toàn để nhập nhị thiền, thầy tác ý hoài, thầy tu hoài, nó sẽ vào. Nó sẽ vào bởi vì cái lệnh của ý thức của chúng ta mà, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ mà, các con nhớ cái điều đó. Cho nên nó vẫn đi vào trong cái pháp đó, nó đi vào cái nhị thiền. Từ cái nó nhập vào nhị thiền rồi đó, thì tức là nó mình tiến tới ở trong cái nhị thiền của nó, mình phá sạch ở trong cái trạng thái của tưởng nó, thì mình vượt qua nó thì nó có tứ thần túc chứ có gì. Thì như vậy là mình sẽ đạt được tới tam minh một cách dễ dàng. Nhưng mà đó thì mấy con hiểu rõ nó có hai cái lộ trình mà đi. Một cái lộ ôm một pháp độc nhất mà đi, còn một cái lộ mà chúng ta ôm tứ niệm xứ mà đi. Thầy thấy hầu như chúng ta tu tứ niệm xứ là dễ dàng nhất.
dễ dàng nhất. Bởi vì chúng ta ngồi đây, chúng ta hoàn toàn ngồi chơi, chúng ta không tu gì hết, mà ngồi đây chúng ta luôn luôn có cái sức tỉnh thức quan sát thân của chúng ta, như cái định niệm hơi thở mà Đức Phật đã dạy, cảm giác toàn thân tôi biết, tôi biết vô, cảm giác toàn thân tôi. Thì mình ngồi đây im lặng thì mình thấy cái gì? Cái hơi thở của mình. Đó, bắt đầu bây giờ thấy hơi thở mà không phải trụ trong hơi thở gì. Nếu mình trụ trong hơi thở thì mình thấy cái hơi thở có duy nhất, phải không? Còn này không, tôi biết cái hơi thở ra vô nhưng mà tôi cảm nhận được cái thân của tôi còn thấy được từ dưới chân lên đầu, tôi không mất cái nó. Đó là cái chính của chúng ta để mà chúng ta thấy, cho nên chúng ta không lạ. Chứ không kéo chúng ta cứ biết hơi thở ra vô đây thì chúng ta trật, không đúng. Đó là mình nương vào cái hơi thở chứ không phải là mình tu cái tứ niệm xứ. À, thì bắt đầu bây giờ từ đó nó, khi mà mình tu lâu rồi, cái hơi thở nó bắt đầu nó nhẹ xuống, thì cái sự tỉnh thức ở trên cái thân của mình nó càng lộ ra rõ. Nó tỉnh thức, tức là nó định tĩnh ở trên đó, nó lộ ra thì cái hơi thở nó mất. Nó mất, nó chỉ còn có cái quan sát nó định tĩnh ở trên thân nó, không có cái gì mà lọt trong thân nó được hết đâu. Nghĩa là nó định tĩnh, nó không có cái gì mà một cái niệm gì mà xen vô đó được hết. Cho nên ở đây chúng ta không ức chế mà chúng ta lại đạt được cái sức định tĩnh rất cao. Cho nên Đức Phật xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm hay không? Tại sao Đức Phật nó không nói luôn cho nó là 7 năm đi mà tại còn 7 ngày làm gì? Bởi vì mình định tĩnh được thì tức là không có niệm nào mà xen vô đó được. Mà bây giờ thí dụ như các con thấy Đức Phật mà tu để mình ly dục ly ác pháp á, thì Đức Phật chỉ có 49 ngày. Còn mình ở đây được sự hướng dẫn là triển khai được cái tri kiến để xả nó rồi, thì lúc bây giờ mình tu đó thì ít ra cái thời gian mình là ngắn hơn Phật chứ. Thì trong khi Đức Phật là 7 ngày, 7 tháng, thì Đức Phật 1 tháng 19 ngày, 49 ngày là 1 tháng 19 ngày. Còn ít ra mấy con được sự hướng dẫn, được kỹ lưỡng từ cái tri kiến, cái mấy con được quân tập quá nhiều, quá hiểu biết rồi. Cho nên vì vậy khi mà ngồi mà quan sát tập tỉnh thức ở trên cái thân của mấy con, bây giờ mấy con tập tỉnh thức, nhiều khi mấy con, tại nói thật sự ra mấy con ngồi chừng khoảng 1 phút 2 phút thì mấy con còn tỉnh trên đó, còn thấy được á. Rồi lát cái nó quên, nó mắc chạy đi chơi đâu rồi đó, cái nó quên. Nó quên thì mới có cái niệm xẹt vô chứ. Nó do đó cái chỗ mà mấy con bị quên tới quên lui đó, cho nên không còn quan sát, tức là không còn quán thân. Chứ còn luôn lúc nào mấy con cũng quán thân như thế này, có niệm nào mà vô được? Thầy nói vô không được. Mà khi mà quán mới đầu nó tỉnh thức á, thì nó còn niệm nó xẹt vô, nhưng mà tỉnh thức nó xẹt vô, nhiều khi mấy con thấy cái niệm xẹt mà không biết cái gì nữa chứ. Tại vì nó tỉnh thức ở đây, mà nó định tĩnh rồi nó làm sao nó vô được mấy con? Như là tường đồng với sắt nó khích như thế này nè, nó định tĩnh á, là cái mức nó bám ở trên thân nó, cái sức định tĩnh, cái sức biết về cái thân của nó chặt, nó chặt như là tường đồng với có cái niệm nào. Mà nếu mà kéo dài cái thời gian mà nó như vậy thì mấy con cái chân lý của mấy con được bảo vệ gì? Cái trạng thái thanh tạng an lạc vô sự của cái tâm, của thân thọ tâm pháp con nó không chướng ngại. Nó kéo dài chừng 12 tiếng đồng hồ thì mấy con thấy như thế nào? Đức Phật nói 7 ngày chứ đâu phải là liên tục 7 ngày đâu. Trong một ngày, hai ngày, nửa ngày gì đó nó là xong rồi. Mà nói 7 tháng đâu có nghĩa là trong phải trót lọt trong 7 tháng đâu. Nghĩa là có thể 1 tháng hoặc 2 tháng, 3 tháng mấy con cũng xong chứ đâu phải tới 7 tháng đâu. Nói Đức Phật nói đó là nói phòng ngừa thôi, chứ như sự thật nó không phải vậy. Nếu mà mình tu, mình biết cách mình tu, mình quan sát được bốn chỗ thân đò tâm pháp rồi, luôn lúc nào nó cũng định tĩnh trên đó rồi, thì cái thời gian rất nhanh. Hiện giờ là mấy con quên tới quên lui, rồi đi ra nói chuyện, rồi gặp ai cũng nói, rồi bữa nay ăn uống rồi cũng chê cũng khen, nó đủ thứ như vậy. Là cái tâm của mấy con nó đâu có chuyên nhất ở trong cái tỉnh thức đó, nó tỉnh thức ở thân. Nếu mà tỉnh thức ở thân thì bây giờ ăn cũng chẳng biết, nó cũng biết cái thân thôi chứ đừng có biết cái khác, thì làm sao mà có sự phân biệt cái này cái kia đâu. Đó, cho nên trong cái sự tu tập ở đây thì con nói trên cái sự mà nó như gần như là mình luôn luôn lúc nào mình cũng ở trên tứ niệm xứ, nhưng mình xét ra nó có nhiều cái kẽ hở, nó xảy ra cái này cái kia ở trên thân của chúng ta lắm. Rồi tới cái giờ đi ăn thì quên đi, quên cái thân đi. Tới giờ đi khất thực quên đi, rồi tới giờ ngồi ăn cũng quên thân mất đi, cứ lo ăn thì nó kẽ hở rồi, nó không có miên mật như tường đồng vết sắt. Làm sao mà gọi 7 ngày, 7 tháng, 7 năm? Các con hiểu điều đó, nó phải miên mật, nó phải luôn luôn khích khao, nó không có kẽ hở. Bây giờ thầy đang ngồi tu, nhưng tu tứ niệm xứ thì nó không còn thời gian mà gọi là thời này tu mà thời kia tu, bởi vì lúc nào cũng tu hết. Cho nên khi đi, khi đứng, khi ngồi tu, khi giờ ăn cơm, khi giờ đi tắm, cái này cái điều là ở trên tứ niệm xứ hết. Thầy bảo đảm mấy con sẽ chứng đạo rất nhanh. Đó là tu tứ niệm xứ. Khi tu tứ niệm xứ, con thấy tâm quy vô rất rõ, thấy rõ, tức là tỉnh thức ở trên thân con đó thì thấy rõ, đó là tốt rồi.
Và gần thất con có một cháu bé thường ca hát những bài hát gợi tình lục dục ở ngoài đời. Con không tác ý tâm quy vô mà tâm vẫn quy vô, không động, không dao động. Con đóng chặt thất để phòng hộ sáu căn và tu bốn quay nghi. Trên tứ niệm xứ suốt ngày tâm quy vô, theo dõi tâm thì con thấy có một vài niệm thiện xẹt vào, niệm không làm con phiền não. Kính bạch thầy, trong quá trình tu tập suốt 12 tiếng, tâm còn khởi lên vài niệm không làm mình buồn phiền. Vậy nếu con ôm một pháp thân hành, niệm tu tập xuyên suốt thì có sinh trạng thái của tưởng lực không? Chưa, con chưa hoàn tất đâu. Nghĩa là coi như là trong cái vấn đề mà con trình bày cho thầy thì con còn kẽ hở rất nhiều. Tại sao thầy biết kẽ hở? Khi đi sinh con còn kẽ hở, khi mà đi khất thực nó còn kẽ hở, khi mấy con thay đổi cái quay nghi là kẽ hở trong đó, mấy con chưa có ôm chặt cái tứ niệm xứ mà quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên bây giờ con ôm nó thì pháp thân hành niệm mà tu thì con sẽ bị lực tưởng thôi. Bởi vì khi nào mà tâm mình đó, mà mình miên mật suốt 12 tiếng đồng hồ mà nó không có một niệm nào hết xẹt ra xẹt vô, còn nó còn xẹt ra xẹt vô thì là niệm thiện chứ không niệm ác đó. Nghĩa là niệm thiện là như thế nào? Niệm thiện là niệm không ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Còn niệm ác á, thì nó nằm ở trong dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Cho nên niệm thiện như bây giờ nhớ là thầy dạy cái gì đó mà nhớ là đó là niệm thiện. Nhưng còn niệm thiện á, thì nó ở trong chỗ bất động tâm chứ chưa phải là cái chỗ sung mãn tứ niệm xứ. Con hiểu chưa? Mà chưa sung mãn tứ niệm xứ á, thì con chưa nên vội ôn pháp thân thành niệm tu tập. Vì chưa sung mãn tứ niệm xứ tức là tâm con còn lậu hoặc chưa hết, mà chưa hết ôm tứ niệm xứ thì có tưởng. Nhớ kỹ, phải tu tập miên mật hơn là từng cái ăn ngồi ăn mà vẫn quan sát được thân. Khó lắm mấy con, nhai ăn rồi bắt đầu nghe ngon, nghe dở, nghe mặn, nghe lạc, nghe cay, nghe bùi đi. Nó dẫn dắt mình theo cái dục chứ không phải con, là khó lắm chứ không phải dễ đâu. Cho nên nó quên đi, thử bây giờ nó mấy con thử như thế này đi, thì mấy con biết liền biết liền coi cái tâm mình nó còn ở trên tứ niệm xứ hay không. Ăn cái ớt cho cay thì cay, coi thứ coi nó đổ nước mắt ra thứ coi, bây giờ nó quên cái thân hay nó còn nhớ thân đó. Cách thức nó, bởi vì cái vị giác của chúng ta nó sẽ mạnh lắm á. Rồi ăn một miếng đường hay cái gì đó mà luôn luôn nhớ đó, thành ra nó không còn thấy ngọt thấy ngào gì nữa hết, nó không còn thấy mặn thấy lạt, không còn thấy cay thấy đắng nữa. Thì lúc bây giờ nó mới quan sát, nó mới định tĩnh ở trên đó. Chứ nó định tĩnh ở trên đó mà nó còn quay ra nó thấy cay nè, nó thấy bữa nay nấu chè sao mà lạt quá, rồi bữa nay nấu ba cái chè đậu cái hột sen mà sao sượng ha, hoặc là sống đây nữa, nó biết hết trơn hết trọi như vậy. Thì nó chưa có định tĩnh trên thân nó đâu, nó còn nhảy ra nó phóng vật đó mấy con. Cho nên các con nghe nó, Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng vật. Mà không phóng vật thì tâm nó ở đâu mấy con biết không? Thì nó ở trên thân thọ tâm pháp nó chứ ở đâu. Cái mục đích của tâm chúng ta là ở trên đó. Cho nên vì vậy nó ở trên đó thì nó không phóng vật ra ngoài. Mà nó không phóng vật ra ngoài thì tức là chúng ta thành đạo chứ gì. Mà bây giờ ăn cái nó quên rồi, mà nó phóng ra theo ăn rồi còn gì nữa mà quên. Thật sự ra nó phóng theo nào là cơm nào nước tương. Bữa nay mà đi xin ăn mà không có nước tương là nghe nó bực quá rồi. Thôi để vô cô Út xin miếng muối hay gì. Thì cái đó là mấy con chạy thể dục ăn hết rồi. Cho nên trong cái tu tập mấy con sáng suốt, mấy con nhận định được cái tâm mình rất rõ. Nhận định được cái tâm của mình nó đang ở trong tứ niệm xứ hay hoặc nó đang quay ra. Sắp sửa tới lớp tư duy rồi, thầy sẽ chuẩn bị cho mấy con về cái tâm đó đó. Nghĩa là từ khi đi khất thực cho đến giờ tu, cho đến giờ xả, cho đến giờ đi tắm giặt, tất cả mọi cái đều ở trên tứ niệm xứ. Phải tập liên tục. Tập chừng nào mà cho thuần thuộc được cái quan sát tứ niệm xứ này, tức là tập cho tâm đừng có phóng vật đó, ở luôn luôn ở trên cái thân của mấy con đó. Thì lúc bây giờ đó thì mấy con mới tới cái giai đoạn, mới tới cái giai đoạn nhiếp phục tham ưu. Cái giai đoạn đầu tiên của tứ niệm xứ là quán thân. Các con thấy chưa? Quán thân trước, tập quán thân cho quen. Chứ giờ quán thân hồi tôi ngồi tu quán thân mà tới chừng tôi xả ra nó quên quán thân rồi, thì như vậy là làm sao tu chừng nào cho nó xong đây? Mấy con thấy. Cho nên vì vậy đó mà phải tu cho đúng cách. Tới đây rồi thầy sẽ dạy cho đúng cách. Cộng ba. Khi tâm khởi lên một vài niệm thiện, niệm này làm cho con rất là ham thích tu,
có khi muốn thức cả đêm để tu tập, đó cũng là phải cũng là chướng ngại pháp của tâm mình không thưa thầy. Các con sẽ đọc cái đoạn kinh ở trong trong này mà thầy Từ Quang đã chép ra. Ngài A Nô Lược tu mà thấy thấy mình có tâm minh, nghĩa là mấy con đọc ở trong cái bài này thì mấy con sẽ thấy rất rõ, đó là cái ngã mạn, thấy mình chưa có vô lậu thì đó là tạo hối. Tất cả những cái này đều là còn, cho nên ông phải dừng cái này là hết. Ông ngồi tu mà ông kiểu này thì không được. Thì mấy con thấy ở đây tôi còn thấy pháp thiện, tôi còn thấy tôi thích, thì mấy con bị ngã mạn rồi. Các con hiểu không? Mình thấy thích cho mình bị ngã mạn rồi, cho nên ông Xá Lợi, ông Xá Lợi Phất ông chỉ thẳng, ông phải dừng cái này lại, chứ không dừng thì ông bao giờ được. Do đó cái ông kia nghe lời ông dừng lại hết, cho nên nó bất động, không còn khởi thích, không còn hiểu gì thọ lạc thọ khổ, thọ bất lạc bất khổ thì không được mấy con. Cho nên ở đây mình thấy tôi thích tu quá, coi dừng, đó là ngã mạn, phải biết được những cái này. Cho nên cái bài mà có Từ Quang nó dựa vào kinh sách Phật để răn chúng ta từng chút trên cái phương pháp tu tứ niệm xứ, mà muốn xả một cái gì thì phải ở trên tứ niệm xứ, mà cả ở trong cái bài này nói rất rõ. Cho nên thầy chịu khó, thầy phụ tô cho mấy con đọc cái đó để mấy con nghiên cứu kỹ trên cái con đường tu tập, mà sắp sửa tới đây mấy con sẽ tu tứ niệm xứ. Con hỏi thầy, đó là có phải là chướng ngại pháp của tâm mình không thưa thầy? Đó là chướng ngại pháp, nó không thâm tịnh, nó không có làm cho tâm mình không phóng dật, nó phóng ra đó. Nó phóng mà chạy theo dục đó, nó dục lậu đó, tức là nó ham thích, nó thích thích tu đó, nó làm cho mình ham thích tu đó, thì đó là mình bị phóng dật, phóng dật ở trong cái dục lậu rồi. Coi như là phải dừng hết đó con, phải dừng hết, đọc lại cái bài đó rồi con thấy ông Xá Lợi Phất dạy ông A Nô Lược một cách rất là cụ thể rõ ràng. Bây giờ thầy sẽ giảng tiếp cái câu hỏi này. Kính bạch thầy, xin thầy giảng luôn nhị thừa là duyên giác, tức là đường đi của 12 nhân duyên, cho chúng con được thấu suốt và sự sai khác của nhị thừa. Cái người mà tu thinh văn thừa, tu duyên giác thừa, đây là hoàn toàn là tu theo tiểu thừa hết á, nghĩa là tu hai cái pháp này tu theo tiểu thừa. Một người mà đã ngộ 12 nhân duyên, người 12 nhân duyên mà tu á, thì ngộ người đó sẽ tu ngay vào, người đó sẽ tu ngay vào cái chỗ mà lục nhập, cái duyên lục nhập đó, tu ngay vào chỗ đó, để khi nó không còn sanh ái, tức là hai bên nó xuất chạm nhau thì nó sẽ sanh ái thọ, nó sẽ sanh thọ, nó cảm thọ, cảm thọ thì nó mới sinh ái, ái nó mới có hữu thủ. Do cái chỗ đó đó chúng ta bẻ gãy ngang, cho nên cái người tu bây giờ đó, cái cảm thọ mà thọ lạc á thì chúng ta thích lắm, cho nên chúng ta cũng bị rồi. Mà nếu mà cái người tu thập duyên giác á, mà ngay cái cảm thọ, ngay mà nó xuất chạm lục nhập, nó lục nhập nó chạm vô nhào nhau mà nó sanh ra thọ, thì cái thọ khổ á thì chúng ta quá sợ. Cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con có đủ gan dạ, mà khi mấy con chưa biết pháp thinh văn, cái pháp thinh văn là mấy con phải tu định niệm hơi thở nè, tu cách thức đẩy lui bệnh nè, phải không? Mấy con chưa biết, mấy con nhào vô mấy con tu 12 nhân duyên, thì ngay khi mà cảm thọ nó đau mấy con á, thì mấy con lấy pháp nào mấy con đỡ ha, mà ngộ chân mình nó mới chịu. Mấy con thấy đủ, mình đủ sức tu thinh văn chưa? Mà nếu mà đủ sức mà tu duyên giác chưa? Mà nếu đủ sức tu duyên giác á, thì cái người đó rất là gan dạ. Bây giờ cơn thọ đau nào đó họ sừng sững thân này, chẳng sợ gì hết, cho mày làm gì làm, thọ khổ không sợ, mà thọ lạc cũng không ham, thọ bất lạc bất khổ cũng không nhập ăn nhầm gì hết, cho mày làm gì đó là người ta vẫn giữ thẳng băng như thế này. Giới luật thì rất nghiêm chỉnh rồi đó, thì khỏi nói rồi, người mà tu duyên giác thì giới luật không thể vi phạm rồi. Do cái tu tập ở chỗ bẻ gãi cái chỗ mà lục nhập đó, nó không còn sanh cái cảm thọ, mà cảm thọ không tác động được thì ái không còn, mà ái không còn thì nó diệt ái, là người ta đã chứng đạo tại chỗ đó. Nó bẻ gãi tất cả 12 nhân duyên là tại chỗ đó, mà chúng ta chịu đựng nổi thôi. Cho nên theo trong cái thời của chúng ta đó, là phải tu vào thinh văn chứ duyên giác chúng ta tu không nổi đâu. Bởi vì cái duyên giác là những người độc giác người ta mới tu duyên giác. Như chẳng hạn nào như
À, bây giờ có thầy dạy từng lớp cách thức tu đẩy lui bệnh, biết hết thì đó là mấy con tu thinh văn chứ không thể tu duyên giác. Còn cái người mà người ta không có biết cách thức đuổi bệnh như thế nào hết, tu như thầy tu mù á, nghĩa là đâu có biết. Hòa thượng Thanh Từ dạy thì chẳng niệm thiện niệm ác để nhiếp tâm vô cái định. Còn thầy thì tu thì đọc kinh sách thầy cũng chả biết có đẩy lui bệnh như thế nào, cũng chưa có ai dạy hết, sau khi tu xong rồi mới hiểu biết. À, cho nên vì vậy mà thầy chỉ biết là Đức Phật nói tác ý một cái tướng khác của một tướng đó thì cái tướng kia nó sẽ bị diệt đi, thì như vậy theo cái lời dạy đó thôi. Thì thầy bây giờ thấy tâm mình còn tham si, chứ có bao giờ có nói bệnh mà tác ý cho nó hết bao giờ đâu. Nhưng mà mình hiểu theo kiểu của mình thì mình hiểu như vậy thôi. Cho nên bây giờ cứ ngồi tác ý tâm ly dục ly ác pháp, à, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi, có vậy thôi. À, hoặc là tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền đi, bắt trước theo ông Hòa cái tác ý như vậy. Nhưng mà cứ ngày nào giờ nào cũng ngồi đó mà tác ý liên tục miên mật như vậy mà cuối cùng được chứ. À, các con thấy thầy chỉ có cái như vậy thôi chứ thầy có biết đẩy lui bệnh đâu. Mà trong khi đó mình không biết như vậy mà còn những trận bệnh đau kinh khủng ghê gớm mà mình có biết pháp đẩy lui đâu. Chết bỏ, tao ngồi đây cho mày chết. À, cũng bắt đầu tác ý tâm ly dục ly ác pháp, tâm như cục đất ly dục ly ác pháp đi, đau bệnh kể mày thôi, thắng lưng lên, không có bao giờ. Không ngờ là thầy tu duyên giác ngay cái cổ cảm thọ đau mà sắp chết mình đó, mà mình cứ sừng sững, mình không có ngại ngùng gì nó hết, mặc nó. Mà thầy có biết là tác ý đuổi nó không? Có, thầy có biết đuổi nó đâu. Còn bây giờ mấy con có bệnh mà bây giờ thầy dạy mấy con nè, nhiếp tâm vô hơi thở nè, nhiếp tâm vô cánh tay nè, rồi tác ý đuổi bệnh nè, các con có phương pháp không? Còn thầy có phương pháp không? Lúc bây giờ cứ tác ý tâm như cục đất ly tham si hết đi, có bao nhiêu đó là cứ lặp đi lặp lại thôi, chứ có đuổi bệnh ở đâu. Nhưng mà nó đau thì nó vẫn đau, thì cứ gồng mình lên mà chịu đó. Có phải là ngay cái chỗ cảm thọ mà thầy bẻ nó không? Nhưng mà qua những cái trận đó kinh khủng mà thầy chứng đạo mới không? Cho nên thầy nói một lần chết đi mới sống lại. Thì tu quá trời mà thầy tu như vậy. Còn bây giờ mấy con có đau hơi, mấy con tác ý cái mà con nương vào hơi thở, cái mà con đẩy lui chướng ngại trên thân, tức là nhiếp phục tham ưu, tức là duyên giác. Ồ, không phải, tức là mấy con tu sinh văn rồi, mấy con tu tứ niệm xứ rồi, có phải không? Mấy con tác ý nó đuổi hơi nó im đi, còn thầy có đâu, có đuổi nó đâu, cho nên nó cứ cắn thầy hoài. Nó cắn riết thầy ngất thì xỉu thì chết, tỉnh tỉnh lại nó đâu mắc hết mà bây giờ chứng đạo luôn. Cho nên chết đi rồi sống lại, bởi vì mình đâu có pháp đuổi, cho nên nó đau quá thì mình phải chết chứ sao. Nó chết mà không hay chút nào hết, tại vì mình gan quá cho nên mình chết ở trong cái cảm thọ của mình. Đau quá, đau tuyệt độ. Các con biết mà khi mà trận lạnh, nó cảm lạnh, trời ơi, nó từ trong xương sống mình nó rung ra, chứ nó đâu phải ở ngoài lạnh vô đâu, mà nó lạnh ra như vậy đó. Mà con biết ngồi chân mình mà chịu dứt cái cơn lạnh chứ mình có biết làm sao đuổi, đâu có biết đuổi bệnh đâu. Còn bây giờ mấy con biết cách, tức là mấy con tu theo thiên văn. Còn thầy tu theo duyên giác thiệt, đúng là độc giác. Cho nên độc giác là gan dạ thôi, mà không biết pháp gì hết mà cứ ngồi chịu đựng rồi chắc chắn là có ông trời mới dám. Chứ còn thật ra gan của mấy con chắc là phải chạy đi, nó nghĩ tầm lum ra nữa. Thời nó đau kiểu này chắc phải tiêu, phải uống thuốc để cho nó mạnh, nó tu nữa. Nó còn ham sống, nó lý luận đủ thứ. Cho nên ở đây thầy mà thắng được thật sự ra đó là những cái bực độc giác. Còn Đức Phật mà khi sắp chứng đạo, mấy con thấy Ma Vương nó xách gươm xách dao nó đâm nát Phật hết, chứ nó để ổng ngồi đó chứ sao. Nhưng mà ổng Phật cứ ngồi sừng sững, nó đâm mình gì đâu, cứ không phải sao. Các con thấy thầy ngồi nó đau như vậy, không phải là chúng đâm mình sao? Có phải ma nó đâm mình không? Nó đau buốt ruột buốt gan, nó đau đứt ruột đứt gan mình, kệ chết bỏ, cứ ngồi bất động. Nhưng mà nó đâm riết không được, nó đút đuôi. Nhưng mà không ngờ khi mà nó đâm mình cho đến khi mình tắt thở đi, nhưng mà mình vẫn không đầu hàng nó, cho nên nó bắt đầu nó thua rồi, cái nó rút ra nó rút đi thì mình hết đau, cái mình tỉnh lại, cái chứng đạo luôn. Có gì đâu, chuyện nó dễ, ai chịu khó làm như thầy thì chứng đạo. Không, thật mà thầy nói thật, đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy mới nó như vậy đó. Như vậy là muốn giảng về cái duyên giác, thầy mới nói về thầy cho mấy con thấy cách thức của thầy. Còn mấy con dù sao đi nữa, mấy con ở bây giờ nó đau quá thì mấy con cũng có chỗ núp được rồi, núp vô hơi thở, núp vô cánh tay, rồi tác ý đuổi bệnh, thành ra nó cũng có cái chỗ đỡ cho mấy con. Đau 10 phần với mấy con tác ý được nó cũng giảm xuống còn 5 phần chứ đâu có đau nhiều đâu. Cho nên mấy con còn tỉnh chứ chưa chết. Chưa, cho nên mấy con đỡ hơn thầy nhiều. Ông Phật với thầy giống nhau đó, ông cũng ghê gớm lắm, ông có biết đâu.
chừng mà ổng có tu chứng rồi ổng mới biết, ổng mới biết cách mà sau khi niết bàn ổng á, khi mà ổng đau gần muốn chết á, thì ổng mới dùng sức tỉnh thức của ổng, rồi cái tinh cần, ổng dùng cái sức tỉnh thức và tinh cần, thì tinh cần tác ý chứ gì, các con hiểu không? Cho nên ổng tác ý bệnh không hết trơn. À, do đó mà ổng lần lượt ổng mới đi đến cái cậu hai cái sa la mà ổng nhập niết bàn. À, trên cái đường đi mà Đức Phật để mà đi đến cái chỗ nhập niết bàn đó, Đức Phật đã chọn cái chỗ mình nhập niết bàn chứ đâu phải là nhập đại chỗ nào cũng chết là cũng nằm cứ chết đâu. À, cho nên chọn về đó mà trên con đường đi nó bị bệnh đau như vậy, nhưng mà Đức Phật đã đuổi cái bệnh mình ra rồi đi đến nơi đến chỗ hoàn toàn, chứ không khéo bắt ông A Nan mà tổng Phật mà đi đến chỗ đó mới chết chứ, mà ông Phật không có bắt tổng đâu, có phải không? Ông đuổi bệnh được rồi ông vẫn đi, vẫn đi, đi nó mạnh rồi thì đi như thường chứ đâu có gì đâu. Còn nếu mà như mấy con mà tôi chưa chứng mà cỡ mà đau vậy đó, thôi thao giờ thôi chắc trong gần chết rồi, thôi ráng cổng cho tao chết chứ chắc ông nào nào bất kỳ dài cổng không thế nào mà trời. Còn cái này Đức Phật tự đuổi bệnh mình rồi tự đi xin ăn con, không có hề hấn gì hết. Thầy nghĩ là cuộc đời thầy thì làm được điều đó được nói sao. À, nhưng mà ngài mấy con bây giờ đó, mấy con hỏi về duyên giác và thinh văn thì theo thầy thiết nghĩ tu thiên văn sướng hơn mấy con. Tu duyên giác nghe đốt đốt nước mắt không nổi, không thật sự mấy con. Tu duyên giác nó quá là cực khổ mà gan dạ, chứ còn nếu mà không ghé mà bây giờ mấy con biết pháp rồi, mấy con nói bây giờ không lẽ mình cắn răng mình cứ chịu đau mà không chịu tắc ý bệnh lui sao? Điên gì mà có thuốc không chịu uống có phải không? Cho nên có phương pháp rồi thì đâu có ai mà ngồi để chịu đau. Bây giờ mấy con học thiên văn rồi, mấy con đã biết pháp rồi, đâu có lý nào mình ngồi mình cắn răng mình chịu đau như thầy đâu, có phải không? Đâu có, tại vì không biết mới chịu chứ điên gì mà biết mà lại chịu. Rốt cuộc rồi hai bên cái người nào cũng chứng quả a la hán, chế độ bộ thiên văn nó chứng quả a la hán thấp ha, rồi duyên giác nó chứng quả a la hán cao nha, đâu có cao thấp ở chỗ đó. Ông nào vô lậu thì cũng vô lậu hết chứ có lẽ nào lậu còn ít lậu còn nhiều hay sao? Có người vô lậu ít mà có người vô lậu nhiều thì cái chuyện đó không có đâu. Vô lậu là phải vô lậu sạch chứ đâu có nghĩa là ít nhiều.